Đây là chăm chú ạ. Sập của Linh luôn đó, Linh giận con luôn đó. Chá. Này. Đây là bả. Cái gì? Đây là cái bơi. Cái gì? Đây là... Suy nghĩ đi. Biển. Mẹ điện mẹ mét ông bà nè. Đây là... Tiếp. Cái gì suy nghĩ? Đây là... Cái gì? Ông biển. Bà ơi. Ừ? Biển. Không, nguyên cái này luôn. Nguyên cái này luôn. Gì? Nguyên cái này gì? Cái này. Hoa gì? Bông pha. Ông hoa gì? Bông. Ông bà ơi. Bông pha màu đỏ. Giỏi. Chăm chúa. Ừ, đúng rồi, giỏi. Cái này chăm chúa. Giỏi. Cái này chăm chúa. Này. Cái là cái xịt. Đúng rồi, giỏi quá. Cái là chăm chúa. Cái là cái bông bướm. Này. Cái là bông bướm. Từ từ, không có nhanh như vậy, từ từ. Cái gì cũng phải từ từ, biết chưa? Không được nhanh như vậy, biết chưa? Cái là chăm chúa. Chưa, từ từ coi. Cái là đi. Đôi giày. Ba sao? Đôi giày. Ra giày. Này. Cái là ba sao? Giỏi. Cái là chăm chúa. Từ từ, cái gì làm đi, biết lắm nha. Cái là chăm chúa. Đúng rồi. Cái là chăm chúa. Đây. Rồi, này. Cái là chăm chúa. Ừ. Cái là chăm chúa, cái là chăm chúa. Không thấy đường con kìa. Cao quá à. Không thấy đường con kìa. Xin chào Vy. Xin chào ông bà chứ mì gì. Xin chào Vy. Ông bà. Nè mẹ, cái nào mẹ. Con gì? Cho con con chưa? Rồi, cho xài. Cho nghỉ nghỉ xíu đó. Mẹ mở chưa? Được cái đó. Cả nhà yêu ơi, thông báo cho cả nhà tin vui. Lan Tết là âm tính nha cả nhà. Cục vàng cả nhà mắc cười lắm. Chú kêu đi test xong cái chạy lấy khăn, lấy khẩu trang, rồi lấy áo, lấy quần dài mang vô rồi. Kiểu như chỉ không được đi ra đường á cả nhà. Cái được đi ra đường á, trời chỉ mừng. Chỉ mừng quá trời mừng luôn. Đây là canh mèo. Lần này là lần thứ hai. Đây là canh mèo. Đúng rồi. Đây âm tính nha cả nhà. Đây là canh giữa. Đúng rồi. Đây là... Không, con học rồi, học khác, học cái khác. Con gì? Con này. Con vật. Đúng rồi, sao hay vậy, nhìn ra nó hay vậy. Đây là canh giữa. Này. Đây là đâu? Đâu? Con này. Con này canh giữa. No. Con này canh kia. Rớt ngã của Linh á. Con này. Con này chăm bông pha. Sai. Cái này nè, hỏi này đâu, hỏi này đâu nè, này nè. Gì? Đây sao? Buồn. Ừ. Con. Đây là con mèo. Mèo thương mẹ nó thấy không? Đó. Con. Mèo thương mẹ. Con gái. Mèo có thương con không? Con có thương mẹ. Con mẹ con thương con mèo. Ba mẹ con muốn thương con mèo. Con thương con mèo hả? Đó. Con có yêu nó không? Con có yêu đó. Tên chủ đất chia. Con muốn yêu mèo. Mèo của ai? Mèo của ai? Mèo cũ đất chia đó. Gì đó hả? Con thích mèo chết xe hả? Đó. Mà con thích con mèo hả? Con thích con mèo. Cho con chơi điện thoại. Chết xe đi. Không, học xong cái đã. Học bài. Không được chơi điện thoại chết xa nhiều. Mẹ mét ông bà nè. Mẹ điện. Tiếp. Ho, đừng nịnh tôi, đừng hung tôi. Mà hung tôi là tôi không quánh đòn hả gì? Đây nè, bông bướm. Bông bướm hả? Cho chị cho mẹ bông bướm nè. Đây là ai? Thì sao? Đây là bông bướm. À,
quên, mẹ quên rồi, con nhắc lại con gì? Cái là cái bún. Hỏi ông bà có phải không? Có phải không ạ bà? Ông bà ơi, có phải không? Bún. Mẹ quên rồi hả? À, mẹ quên rồi. Cái là bún. Ok, bún. Rồi. Này. Cái là vừa dép giày. Cái gì con? Vừa dép giày. À, đôi dép đôi giày đúng không? Đây là chân chuôn. Đúng rồi. Rồi bên đây. Đó, nô đó. Tại mi giỏi lắm nha. Rồi cái đó cái gì? Gì? Đây là ai? Con. Đây là mẹ quên. Bông hoa. Ok. Đây là bông bướm. Bông bướm mà quên không biết trời ơi. Đây là bông hoa. Phải không? Đây là bông hoa. Phải không, ngoan không? Đây là ông trời rầm. Ông trời rầm hả? Đâu ông trời rầm đâu? Trái cây. Phải không? Con sợ ông trời rầm không? Không. Đây là trái cây. Đây. Đây là suy nghĩ đi. Hoa đỏ hả? Phải gì nữa, đọc cho cả nhà xem nè. Cả nhà xem các bạn, cả nhà hôm nay giỏi hơn chưa? Đây là chăm chú. Đây là thang dừa. Đúng rồi. Ủa sao cái này con ngựa với con bướm không vậy? Cái này gì? Nữ trang. Thử xin. Nhẫn. Bông pha. Cái này gì? Cái này con gì nè? Hả? Con gì? Cái này thang dừa. Không phải con đó. Cái này trang chăm chú. Trang vẽ bảy sinh vật chúa. Bác kể chưa đúng không? Ai vẽ vậy? Không con. Con vẽ vậy sai rồi biết chưa? Dạ, con nghĩ vậy đúng rồi nha. Đúng không? Đúng. Con nghĩ con cần vậy nha. Ai vẽ đó? Không con. Con hả? Dạ, con vẽ màu gì có. Con vẽ màu gì? Con nghĩ màu trong màu tím đó. Màu tím hả? Màu tím, màu cam đó mẹ. Đúng rồi. Theo mẹ. Đúng rồi. Đây là mấy tuổi rồi? Đây là chân dữ, đây là cây cá. Con gì? Con gì nói mẹ nghe, con gì? Đây là chân chú, đây là chân dữ. Thôi bà ơi, bà lanh quá. Đây là mẹ làm cho. Đây là bông pha, đây là chân chú. Phải không, hết luôn rồi. Đây con vẽ bông pha đi. Đây là chân chú. Rồi đó, đó, đó. Đó, Helen, hư quá. Sức luôn rồi, thấy chưa? Phải con đó. Làm trẻ nhẹ thôi, hiểu không? Mình he lên vẽ mét ông bà đó. Nè vẽ đi. Thôi mẹ mét ông bà nè, tiếp. Thôi đừng nịnh tôi. Nè mẹ cho con ăn bánh mẹ ơi. Ăn bánh hả? Dạ. Có bánh gì đâu ơi. Bánh ở đây nè. Muốn ăn xúc xích không? Con muốn ăn xúc xích. Xúc xích đúng không? Không, cho muốn ăn bánh. Ngồi lên đây mày lấy cho. Ok. Con hát một bài đi. Ba hôn con. Con chấm mẹ. Mẹ hôn con. Cho muốn ăn bánh mà ăn mẹ. Ăn một cục này chứ hả? Dạ ok. Cho muốn ăn với thôi rồi. Nè. Ok. Cho hả? Cho phân mẹ leo. Cầm ba chi. Cho đi nha mẹ. Con mèo nó muốn vô hình đó. Nhìn lén mẹ. Đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện này. Để nó. Anh thấy mình không? Dạ thấy. Dạ không thấy được. Nó nhìn gì vậy? Nó nhìn, để rồi nó nhìn gì vậy? Dạ nhìn gì vậy? Nó bắt cái gì vậy? Dạ bắt cái chuột bụ hả? Ủa beo bắt gì vậy? Beo bắt cái chuột bụ đi. Đã là kẻ bắt kêu rồi. Không đi hả cậy? Đang đi. Con đi. Con không ăn. Ừ. Phi tròn tròn. Phi tròn tròn. Hát bài cả nhà nghe. Ba hôn con. Cái gì nữa? Đây là chăm chú ăn. Chăm chú gì? Nhâm. Chăm chú gì? Mẹ ăn đi. Con mời ông bà đi. Rồi. Con nói ông bà ăn đi. Đã con mập chút đi con ăn. Con gì mới bay vô. Đây nè con dế. Con dế. Thấy chua. Thấy chua. Con mời ông bà đi, ông bà ăn với con. Sao mà ăn quá tròn. Dơ cao lên. Nè. Nó miệng ra con mâm cho nè. Mâm cho nè. Nhâm. Bác bà để ra.